đi ăn chơi nhất Thái Nguyên này anh em ơi. Đây. Có chiếc xe Camry này nhá anh em, đây thấy đây. Lên một bộ đèn bi pha này, lên một đội đèn bi gầm này. Đây. Đấy, bộ bi gầm sẽ là X-Line M10 Turbo anh em nhá. Bản mới nhất của X-Line M10 bản 2024, quả này vừa mới ra. Thì bản này có cái trợ pha rất là khủng anh em nhá. Cộng thêm bi bôi bi bên trên sẽ là lên cho anh em một đôi X-Line V20 bản 2024. Đây. À, bi đã được lắp lên cái vị trí của đèn zin này này, anh em thấy không ạ? Đèn sẽ lắp được zin cho chiếc xe nhá. Hệ thống điện thì là giữ nguyên bởi vì công suất của dòng này nó sẽ là bằng với lại với cái đèn nguyên bản của anh em, nên là điện tiếp cắm rắc zin hết anh em nhá. Đây, bi gầm này, lắp vào vị trí zin này, anh em thấy không ạ? Độ thẩm mỹ rất là cao nhá. Lắp zin luôn nhá, không phải chế cháo gì. Đây. Như dòng Toyota cái chân bắt của nó sẽ là chân bắt zin. Đấy. Đấy, anh em thấy à, bắt có chân bắt riêng thì riêng cho dòng Toyota. Đấy, còn lại điện các thứ chiếc đèn Vifa là lắp zin. Đấy, anh em xem ánh sáng đây. Nhưng mà con này bên em đang căn chỉnh thì hiện tại chưa xong. Đấy. Anh em hãy chờ đón thế ánh sáng mà trước sau khi em nâng cấp xong thì nó sẽ như thế nào nhá.